Thì ở đây là mình có hai chiếc xe, một chiếc màu cam và một chiếc màu đỏ sẽ tham gia giải chuyên nghiệp nè. Còn chiếc màu xám ở giữa là sẽ tham gia giải nguyên bản. Chiếc xe này, một chiếc bán tải 6 bánh đã từng tham gia vào sự kiện Lan ở Đà Lạt. Hello anh em, thì đến hẹn lại lên, một mùa giải mới đã tới, HTV Challenge Cup 2022. HTV Challenge Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 15 tháng 9. Thì năm nay sẽ có 5 hạng mục là xe bán tải nguyên bản nè, nâng cấp nè, rồi xe 2 cầu nguyên bản, 2 cầu nâng cấp, và cuối cùng là hệ chuyên nghiệp. Thì mình đang có mặt ở gara của anh Ba Tài, sẽ bao gồm 3 xe thi đấu hệ nguyên bản với lại hệ chuyên nghiệp. Thì ở đây là mình có hai chiếc xe, một chiếc màu cam và một chiếc màu đỏ sẽ tham gia giải chuyên nghiệp nè. Còn chiếc màu xám ở giữa là sẽ tham gia giải nguyên bản. Bên cạnh đó là có một chiếc xe rất là đặc biệt. Chắc chắn anh em đã theo dõi kênh Đẹp Red Center thì sẽ biết được chiếc xe này, một chiếc bán tải 6 bánh đã từng tham gia vào sự kiện Lan ở Đà Lạt. Lý do tại sao mà mình có mặt ngày hôm nay á là cũng phải nói là rất là tự hào. Rất tự hào và Bolshevik đã cùng đồng hành với anh Ba Tài để tham dự giải đua này. Khi mình xuống gara này, mình có đem vài sản phẩm như là nhớt C-Cộng Black, rất là phù hợp cho những giải đua khắc nghiệt như giải đua Off-Road của HTV năm nay. Bên cạnh đó là mình cũng mang xuống thêm một sản phẩm là G30, giúp tăng chỉ số octane, giúp xe bốc hơn đó, cũng như là có thể làm sạch, nói chung là xăng của mình có thể sạch hơn đó, di chuyển được tốt hơn. Và đây, đó, chiếc xe hồi nãy, chiếc xe màu xám hồi nãy mình nhắc tới nè. Và kế bên là chiếc xe màu đỏ chuyên nghiệp chuyên nghiệp nguyên bản và chuyên nghiệp đó. Thì một lần nữa mình cũng rất là mong anh Ba Tài sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong giải đua này. Chúc cho HTV Challenge Cup 2022 thành công nhé. Stop it. Quitting was never an option. Exhausted.